hôm nay nhà mình làm mật mẻ dưa mắm mới nha cả nhà. Đây là dưa mắm mới sắc vừa trộn đường với lại tỏi ớt này cả nhà, rất là ngon luôn nha. Dưa mắm này được ướp chung với lại cá với lại mắm cá linh đó cả nhà, nên nó có cái màu vàng rất là đẹp nha. Lại lên hình thì nó hơi mét mét vậy đó cả nhà. Nó sẵn tiện hôm nay nhà làm dưa mắm thì mình xin một miếng để quay clip nha. Đó, dưa mắm này mình ăn với canh á, khoai mỡ rất là ngon. Đây dưa mắm và canh khoai mỡ có sẵn luôn. Đó, rất là ngon cái gì nè. Dưa mắm với canh với khoai mỡ là giống như là xương da là dành cho nheo vậy đó. Mình sẽ cho ngò vô và tiêu. Và bên đây mình có cá khô như cái gì. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Phước của Mập với Kim nha. Hôm nay hai đứa mình ăn một bữa cơm gia đình như cả nhà, gồm có khô đùn nè, cá dứa con kho, dưa mắm và khoai mỡ. Có dưa mắm sẽ có khoai mỡ. Canh khoai mỡ, tôm khô rồi ngò nữa cả nhà. Thì bữa giờ có nhiều bạn yêu cầu là Mập với Kim là ăn cơm gia đình lại đi, nên thôi hôm nay chiều lòng luôn với lại thèm cái món này nữa cả nhà. Đấy, đẹp đi. Đâu cái này là chỗ tài một thương gia nha, là một gì là một người kinh doanh nha, là một con buôn, một con buôn. hay một con buôn hay. Nó không thiện cả nhà. Thì đây là dưa mắm nhà mình nha cả nhà. Đầu tiên thì nó sẽ trở thành quà tặng khi mà cả nhà mua trên quảng cáo như kiến giữa. Khi mà cả nhà mua trên 5 bill trên 500 ngàn mà không có con gà nha cả nhà, là cả nhà mua như tất cả mọi thứ, cái gì cũng được, miễn không có con gà trong đó mà bill trên 500 ngàn thì mình sẽ tặng cả nhà một hũ dưa mắm về. Và hũ dưa mắm này đang có giá trị bán là 100 ngàn một hũ nha cả nhà. Hũ này là 1 kg là không có nước, là ở nhà con cái rồi mới chế nước cho thêm nha cả nhà. Thì nó gồm có cái này là dưa leo, người ta có thể làm dưa gan nữa nhưng mà nhà mình là dưa leo, tỏi, ớt, đường, bột ngọt, một chút nước mắm cho nó thơm nữa cả nhà. Đó, đây là hũ dưa mắm bên nhà một phút nha cả nhà. Đó, về cái cả nhà nặng thêm xíu chanh này nè. Nặng thêm vô đó. Đó, mà cả nhà ăn bao nhiêu cả nhà gấp ra nặng chứ đừng nặng vô hũ là hư hũ á. Tại vì chanh nó sẽ chua, nó lên men cả nhà. Đúng rồi, mà về cả nhà có thể bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài ra thì bên mình có bán cái này là khô đù, hồi nãy quên giới thiệu với cả nhà đó. Khô đù này là mình đã nướng cả nhà nên nó hơi khét cháy cháy vậy đó. 210, 220 ký gì đó, quên mất. Nhưng mà cái một bịch đó hồi nãy là bao nhiêu? Nửa ký đó, ra được nhiều. Tại vì con nhỏ. Cái này là nửa ký nhưng mà còn 4-5 con ở dưới cả nhà. Mình chỉ nướng đủ cái dĩa này thôi. Nó cả nhà thấy không? Này là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nói con nó cũng nhỏ cả nhà. Nhiều khi con nhỏ con lớn. Nhưng mà cái dĩa này là nó chưa được nửa ký đó nè cả nhà. Một ký là hai bịch giống như vậy. Mà Mập á, Mập xin nhắc lại một lần nữa là cả nhà ai mà mua đơn hàng trên 500 ngàn thì Mập bên Mập sẽ tặng một ký dưa mắm giống như hồi nãy, hoặc là nửa ký ba khía cả nhà. Mà đơn hàng đó sẽ không áp dụng cho đơn hàng có gạo muối, tại vì gạo muối đã có một cái gọi là quà tặng riêng rồi. Đó, thì ai mua trên 500, đơn hàng trên 500 nha, chứ không phải là cộng luôn thì ship là trên 500 nha cả nhà. Thì dưa mắm này á là dưa mắm ở miền Tây nha cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Dưa này được muối với lại con mắm để chung với con mắm thì nó mới ra cái màu như vậy. Và rồi, rất là thơm mắm luôn. Mời cả nhà ăn với Mập với Kim nha. Mời cả nhà nha. Thì trước tiên mình sẽ ăn một miếng canh hay mỡ trước. Mình đánh nặng chanh vô mình trộn lên là cả nhà về như vậy là ăn được rồi.
Còn không thích nặng chanh thì mình khỏi nặng chanh nha cả nhà. Hồi nãy thì bé Kim múc một tô này ra rồi xong cái thấy còn lại nữa nên múc thêm tô này chứ không phải là đứa tô bự đứa tô nhỏ nha cả nhà. Để cho nó đầy cái bàn. Ngon quá. Có nghe nó giòn không? Mình thích chan canh khoai mỡ vô. Để dẹp cái muỗng lên đi. Hôm nay thì cả nhà thấy là canh nước mắm hôm nay sẽ ăn với tiêu và không có ớt. Tại vì hôm nay bé Kim ăn cay nhiều quá đây. Nên anh Mập kêu là ăn tiêu thì đừng ăn ớt. Đó, không rồi ha. Đó cho em thấy bự quá. Không bự hả? Ừ. Đó, cho mình sẽ cho một miếng nước mắm vô nè. Ăn thử cái dứa. Cái dứa kho khô. Đó, cái gì ơi. Ừ. Cho thêm một miếng nước mắm. Ừ. Ủa xanh mình không bật cái tô cơm vô cái tô này ta. Ngon quá. Ừ. Cái gạo đó là nhiều cô chú hỏi mua ở đâu lắm luôn. Vậy cái chảo này nó có mặt gần 30 năm rồi cả nhà ơi. Từ khi mình chưa có xuất hiện. Đó. Mình sẽ ăn một con khô đồ. Khô đồ này là nướng cả nhà, ở nhà có thể chiên. Mà khô đồ này là khô đồ mặn nha cả nhà. Ừ. Chứ không phải là ba nắng thì nó hơi nhạt, còn cái này là khô đồ mặn nha. Mình về mà mình thấy mặn mình ăn không được thì mình có thể rửa qua nhiều lần với nước để cho mình giống như mình xả cái muối vậy đó. Hoặc là mình có thể ngâm với nước muối gỗ á. Ừ. Đó là một cái mẹo quá. Để cho nó ra muối. Ừ, ăn nóng. Ăn mà hấp vậy thì cũng ngon lắm. À, lúc trước á, mà cái thời mà mới lên Sài Gòn á, mấy Kim chưa nấu ăn nữa nha. Mập nấu ăn á, làm auto là một tuần sẽ được 3-4 lần nấu canh khoai mỡ này. Tại vì Mập ít biết nấu món này món kia nhiều lắm. Với món gì nữa em ấn tượng nhất món gì nữa? Món gì hả? Ừ. Canh trứng. Món đó mới kiểm ghét đó. Ừ. Ngon quá. Xác định hôm nay hết nồi cơm nữa. Khoai mỡ nè. Mình có thể nấu với cá lóc. Nhưng mà ở đây là nấu tôm khô quá nhỉ. Tôm khô nó mới đúng điệu. Tôm khoai mỡ với khoai tự á. Mình ăn chung với mấy cái đồ mà mặn mặn á. Ngon ghê. Mắm ngon lắm. Mình mới làm đó, chỉ là hủ. Món ngon nhưng mà hai đứa dám lấy làm quà tặng luôn cái này cái nhiều. Ừ. Thiệt á, ngon thiệt á. Cũng nhiều à. Anh chị mua á, tưởng đâu là không có bán.
Anh chỉ cần ăn canh thôi anh cũng đã. Trời, tôm khô rất nhiều luôn nha. Mọi người hay lộn giữa dưa mắm và dưa muối hết đó nha. Dưa muối là người ta ngâm với lại ngâm nước muối. Còn dưa mắm á thì người ta ngâm với lại trong con mắm đó nha. Dưa mắm nó là sẽ rót cái màu nó hơi nâu nâu rồi. Người lớn thì dưa muối nó sẽ màu xanh. Người lớn thì rất là để ý về sức khỏe nên là mẹ của mình không có làm cay nhiều cả nhà. Vừa ăn nếu như mà cả nhà về muốn ăn cay thì có thể để thêm ớt nha cả nhà. Nói chung là thiếu thì mình có thể để thêm được. Còn nếu mà để ớt với lại tỏi mà dư quá là những người không ăn được á, mua về sẽ khó mà mình làm lại được. Ngon quá. Có mấy cô đặt dưa mắm đó là kêu đừng có để ớt. Nhưng mà ở nhà có bao nhiêu thì đã trộn hết rồi đó nha. Dưa mắm lên là sắc trộn liền, đừng có để lâu. Để lâu là dưa mắm nó sẽ bị hôi ơi. Cho nên cả nhà mua dưa mắm là không sợ bị đồ cũ này kia. Mà ngộ một cái nha, là khi mình trộn đường với ấy rồi á, một bọt cũng tỏi ớt luôn rồi. Mình để nhiêu lâu cũng được. Còn khi mà mình để cái trái mà chưa trộn á, mình để nó không được lâu, nó bị hôi ê á. Phải không á, cái nhà để vô cái bọt kính á là nó sẽ bị phình cái bọt lên. Nó có thể nổ cái bọt lên. Cái này mà ăn với anh cháo trắng rồi cũng ngon quá nha. Em thấy hầu như là ở chỗ nào bán cháo trắng được có dưa mắm. Được. Ăn nữa tổ canh thôi máu. Ngon quá trời. Mà canh hơi mỡ, canh hơi mỡ rồi hết chan xong rồi cho tất cả cái hộp cơm cái gì hoàn nguyên vô cái canh đó. Ngon quá. Em nói em hết rồi trời. Em phục anh nè. Em ăn nhiều lắm rồi nè. Mới khi mới nhà tới cái giai đoạn là em bé bự á. Mấy bữa ăn mà là phải chia ra. Ăn một tô cái nhà là đi mới không nổi luôn. Mà không nổi thì cứ ngủ lên quay chung hoài à. Không, quay về bữa thôi. Ăn rủ bánh mì. Giống như nói là ăn thì hai đứa cùng ăn mà nghỉ thì cùng nghỉ chứ. Bây giờ mặt ngoài ăn thì bé Kim không biết làm gì. Cho nên là... Đó là... Ông ăn nhanh quá à. Đó là vợ chồng rồi. À ý đó là ăn nhanh ăn chậm hả? Còn mấy bạn sẽ... Sẽ chú ý như là... Nói tại vì mình quan trọng ở trên clip quá. Chứ thật sự là ở ngoài đời cũng vậy thôi cả nhà. Ở ngoài đời ăn cơm trước thì xuống trước thôi, đúng không? Tại mình quan trọng từ clip phải như thế này, phải như thế kia. Đúng rồi, để cho người xem cảm thấy thoải mái nhất chứ. Thế mình kiểu như mình đặt nặng vấn đề quá. Nhưng mà thực sự là cứ coi nó như cuộc sống ở ngoài đời đi. Cũng giống như là mấy cái món khi mà
mình ăn giống như bún bò, bún riêu vậy. Nhiều khi mình có thể ăn nhà nào cũng được. Ví dụ như hôm nay ăn bún bò chưa đã thèm, ngày mai ra quất lô bún bò, nó có khi sáng ăn, chiều ăn cái nữa cho nó đã thèm. Nhưng mà thật sự lên clip á, nhiều khi là mình cũng biết điều đó nha, nhưng mà nếu mà đụng món cái là bị la liền. Cái nhiều khi mập mấy kiểu như mấy giải thích là ủa tại sao mà cơm mình có thể ăn 365 ngày mà bún bò không có thể ăn, mà ít như là mập đụng 2-3 ngày chung món lắm. Mà cơm thì lại bún bò thì lại không được một tuần ăn hai lần nhiều khi vậy á. Nhưng mà hai cái quả liếc mình phải chịu các bạn thêm chứ. Anh thấy là ăn cái mắm hay là khô luôn hả? Khó trả lời hả? Không phải là khó trả lời, nhưng mà cái này là chân hoạt luôn, là với mắm thì ngon hơn. Rồi em thích ăn khô đồ tại vì em thích ăn mặn á. Còn như mắm mình ăn vô thì nó rất là giòn cái nha. Tới nhà cũng như hai đứa nhai không? Em làm mình 8 trái dưa leo. Mà hủ tiêu mắm này đó, ăn không biết làm hết không? À, ngoài ăn cháo trắng với lại ăn canh đó thì cái gì? Mì gói nè. Chiên gia mì gói. Ăn mì gói. Với lại cái nhà sắc thịt ba gọi á, cái nhà luộc á, hoặc là thịt nạc á, mình luộc á mình sắc nó mỏng mỏng ra, cái mình nạc miếng thịt với miếng với mắm nó ăn á. Không phải mập vô duyên nha cả nhà. Cơm luôn. Không phải mập vô duyên nha, mà kiểu như là mấy Kim nói á, nhiều khi hai đứa dành á, kiểu như chung tần số á, bà này bà hở ra cái gì một cái ha, là mập biết bà chuẩn bị nói gì liền á. Bình thường, với lại mình tại em cũng hay nói vậy mà. Nhiều khi á, chứ ra đường anh vô duyên không, anh rất là có duyên. Nhiều khi ra đường á, muốn soi mói một bạn nào mà ấy này kia á, hay là một bạn đó đẹp đẹp á, mà hai đứa không dám nhìn thẳng nữa nha, cái liếc vậy là biết rồi đó. Ngon quá à. Ăn thêm xíu cơm. Nãy giờ ăn có miếng cơm à. Nói gì cùng tần số nữa nhá. Cái đó chuyện đó là rất là thiệt luôn á. Giống như những người bạn mà người ta cùng tần số người ta mới chơi với nhau được. Cùng tần số là kiểu đơn giản giống như là cùng suy nghĩ á cái nè. Giống như hợp tính hợp nết vậy đó. Nói đi, em ăn một con gửi khô đồ rồi. Mà mình hết cay quá à. Không biết phải tiêu hay là như mắm đâu. Chắc cả hai đó. Tiêu quá. Cái khô đồ quá. Nước cay mà ở trong cuốn họng á. Khô đồ quá, mình ăn không hết á. Muốn phải làm món gì nữa nha mấy ông. Cơm chiên cá mặn. Hoặc là canh chua. Nó canh chua ra muốn. Nếu lại làm cái gì mà có tép mỡ nè mà. Xói tép mỡ hả? Không phải, cái gì mà chưng hả? Chưng. Cho nó ngọt ngọt á. Chứ không để tép mỡ với hành vô á. Chưng cái đó một nắng ăn nó ngon. Với ba nắng mình cứng luôn. Mặn hả? Nó cứng á. Thì nói tới đây thì cái nhà có thể qua bên Mập có một cái gì, một cái kênh phụ đó nha. Kênh phụ của Mập tên là Mập Food Vlog. Chỉ có một kênh phụ duy nhất và một kênh chính là Mập Food này thôi đó nha. Thì kênh phụ đó là hình như là được 600 người đăng ký rồi. Thì cái nhà có thể qua đó. Bên đó chỉ có một clip duy nhất là canh chua khô đù thôi đó nha. Thì cái nhà có thể qua đó xem cái clip đó để coi như là chi tiết về cái con cá khô đù này của Mập nha cả nhà. Chọn bên đây thì hôm nay cái dưa mắm Mập thích ăn dưa mắm hơn rồi. Chắc chắn là ở đây là có nhiều anh chị chưa xem clip đó lắm luôn á. Tại clip đó mới 5 ngày được xem.
mà ăn dưa mắm á, nhiều khi đặt hàng á, không phải là chỉ có cô chú lớn tuổi mới ăn mà có mấy bạn trẻ không ăn dưa mắm nhiều lắm. Mà không như không? Hồi đó dưa mắm không ai chê luôn, thật sự luôn không ai chê luôn. Mà cái dưa mắm này ha, có mặt mà chia sẻ cả nhà luôn là ở dưới miền Tây nó sẽ có hai loại là dưa gan và dưa leo. Mà thật sự á, nếu mà một người có gọi là chọn lọc á thì người ta sẽ ăn dưa leo cả nhà. Tại vì cái dưa leo á là nó sẽ giòn hơn, cái nhất, cái thứ hai là nó sẽ không có màu á. Cái đó là một cái mà chia sẻ hơi sâu xíu đó nha. Tại vì cái nhà anh thấy mà có nhiều chuyện lại nói dưa gan già giòn hơn. Không, có dưa gan không không bao giờ, hồi đó anh cũng lầm tưởng nha. Dưa leo mà nó giòn nhất đó. Hay là tùy chỗ. Người ta làm không có cái dưa leo nó không giòn. Ừ đúng rồi. Cái bản chất đó là cái dưa leo là nó đã giòn hơn trái dưa gan rồi. Không thể nào mà trái dưa gan nó sẽ giòn hơn trái dưa leo được hết. Nhưng mà nếu như cả nhà nhìn sơ á, cả nhà sẽ nghĩ là dưa mắm nó rất là rẻ, mà bán 1kg 100.000 thì nó hơi cao á. Nhưng mà thật ra là dưa mắm nó ra nước rất là nhiều. Trời ơi trời, nó mấy ngày đầu nhiều khi nó lấy lên là 50kg mà nó mắc hết hình như là 20kg nước ở cái nhà tên ông. Kiểu như để cái nó gõ nước á. Vậy mà mấy lần đầu không biết mà mình phải dắt ra nữa. Thật sự là để nó gõ xuống hết rồi là nó mắc chưa? Mắc nước. Là nó mắc muốn rộng hơn nữa. Rồi xong mình trộn vô. Anh xong rồi đó. Cho phải mở này cũng ngon quá nè. Không mà thích ăn cho phải mở luôn, cho phải từ. Em uống mất phải từ nữa. Sợ nếu mà bụng anh còn chứa nổi anh sẽ ăn hết tô này luôn. Rất là ngon. Vậy anh ăn hết câu đồ quá. Anh ăn hết câu đồ là chút xíu anh em đi đâu khác luôn. Không phải không cần phải đo nữa. Đi thẳng vô cứu luôn, đi vô đó mà đo gì. Ôi trời, ăn cái nhiêu đó khô đồ quá và chắc ký muối đó. Nhiều khi anh không biết em phải vợ anh không. Em mới uống một ly được hơi thở luôn á. Nhưng giờ em quay nó là em ra rất ngon. Em ăn chắc ở trong chổng con ăn chứ giờ tới đây nồng yếu. Hết chỗ nằm. Nhưng mà lỡ mà dễ là bị đói. Nhưng mà ăn là làm 2 tiếng nó mới hấp thụ chất dinh dưỡng thôi. Đúng rồi. Mẹ ăn xong 2 tiếng sau con nó mới tới đi. Đó vậy có bầu mà để cho con nó để đói bụng là tới con là nó sẽ rất là đói luôn. Thì hôm nay hai đứa nói chung là ăn hơi nhẹ thôi cả nhà. Tại vì cũng lâu rồi không có làm một cái món gọi là bữa cơm gia đình gửi tới cả nhà. Thì hôm nay sẵn có một mẻ dưa mắm mới. Rồi thêm ở nhà có mấy khô đù nữa. Rồi mẹ mua được mấy con cá dứa con nè về kho. Rồi sẵn làm clip gửi tới cái nhà luôn. Rồi sẵn giới thiệu dưa mắm với khô đồ tới cái nhà luôn. Mình nếu mà ai có nhu cầu hay là muốn tò mò muốn ăn thử cái gì đó thì cứ liên hệ một phút nha. Điện thoại là 0879299932. 2999 thôi, không có 9999. Thì sẽ gặp bé Kim như cái nhà. Còn nếu mà muốn mua khô đồ hay gì đó thì cứ gọi vô số đó sẽ gặp bé Kim. Hoặc là cả nhà có thể nhắn tin qua Zalo số đó luôn nha cả nhà. Nhắn tin trực tiếp nha cả nhà. Tại Zalo có mặt đầy bạn rồi. Thì hôm nay hai đứa ăn vậy thôi. Thì hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Hai đứa sang hoành chén hơn một món nào đó thật là tuyệt vời cả nhà. Còn bây giờ thì Mập với Kim ăn xong rồi kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ xem hết clip nha. Gặp cả nhà vào 6 giờ tối ngày mai. Bye bye. Bye bye.